Con cân mới vừa làm. Có loại nửa cân. Chân nửa cân. Cái này là chưa cho nó chưa khô mấy. Khô hết rồi, khô giòn rồi. Thế xong cứ cho nước uống hả bác? Hả? Cứ cho vào nước à? Cứ này pha nước uống, pha như pha chè ấy. Vâng. Pha lẫn vào chè cũng được. Bao nhiêu được á? Cái này nó chưa khô mấy. Khô rồi, khô giòn rồi mới bán, như chưa khô bán nào được. Năm nào cũng bán. Ba trăm rưỡi thôi nhá. Còn phải cái sen sen kia thì như nào nữa? Cái này là cũng khô đấy rồi. Khô, tươi đi anh. Hay ăn tươi. Ăn tươi nấu chè luôn cho nó. Tươi thì nấu chè luôn, khô này thích thì để được lâu. Ăn đằng nào nha. Cái tươi ăn khô. Ăn tươi hay ăn khô thì ăn. Tươi ăn cái tươi thôi. Tươi. Bảo nó ăn. Không đắng, người ta toàn bóng người này không ăn cả thơm. Ăn luôn cả này đắng. Không, không đắng đâu, chỉ phải ngâm ngâm tí. Ăn được thì nó ngon. Đây có người còn đặt bóc 7-8 cân. Thì đây, lấy 5 nạng nữa. Lấy 5 nạng. Bao nhiêu tiền một cân đấy cơ? Đắt nhỉ? Mua cả cái đài sen kia xong rồi này. Đài làm đi, về là phải bóc rồi. Đi vừa ăn vừa bóc. Ăn luôn không? Ờ, đi xưa toàn ăn. Ăn thì nó làm sao? Đây 300 thôi nhá. Chị bán cho một cái ngó cái kia để mà bóc mà ăn đấy. Bán cho một cái đài luôn đấy ạ. Một cái đài để bóc đài ăn luôn. Vâng. Đợi em đổi tiền em. Mà nói 350 là 300 cân là chịu tổng. Quá thích. Đây là để đây. Bác sen kỷ niệm chị 225 là đi 230. Kỷ niệm à? 230 70.000 là 300 là 500 đủ chưa? Rồi, được rồi đấy, cảm ơn nhá. Xem bây giờ hay lắm. Nếu một tuần là phải quay xe lần nữa ấy. Morning, baby.
nào là sống được 100 tuổi. Trong tuổi nữa ấy. Thì quay lại cắt chỗ đây á, cô gần đi đây nhiều, thấy chưa?